Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm mắt này, mỏ này và phần ở phía trên mào cho gà nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ làm một màu đỏ cũng được, còn không thì các bạn có thể làm phối nhiều màu thì các bạn. Rồi, giờ mình căn nhá. Khi mà mình làm hết cái đoạn dây cuối cùng được vòng 5 như thế này, được không các bạn? Các bạn làm theo mình nhá. Được vòng 5 như thế này thì các bạn để nguyên cái dây vào vị trí như thế này, làm sao hai bên cái vòng 5 này, hai bên cái vòng 5 nhá, hai cái bên vòng 5 đây là một vòng 6 và trên nó cũng là một vòng 6 nhá. Còn nếu mà các bạn lấy căn như thế này là không chính xác. Này, một vòng 5 ở đây này, hai vòng 6 hai bên này và một vòng 6 ở phía trên này. Đó, đây là cách canh chính xác. Tới vị trí này chúng ta sẽ làm mỏ nhá. Các bạn xỏ đúng như thế mình này. Vòng 5 này. Hai bên của nó là vòng 6 là ở cái dưới cuối cùng ấy. Mình kết lại thành vòng 5 đấy. Đó. Hai bên là vòng 6, ở trên đây vòng 6 nữa này. Rồi giờ các bạn lấy cho mình 3 hạt màu đỏ nhá. 3 hạt màu đỏ này. Được chưa? Các bạn bắt chéo vào hạt này. Chúng ta làm phần mỏ và cái mắt nhé. Lên hạt đây. À, nhầm rồi, chúng ta sẽ xuyên nhầm rồi. Bỏ ra nhé. Tháo ra rồi mình nhé. Các bạn xỏ vào vị trí này đúng không? Dây ở phía bên nào chúng ta sẽ xỏ về phía bên đấy. Chia làm đôi ra. Đây, chúng ta sẽ xỏ về vị trí bên này. Xỏ lên. Và xỏ vào qua đây. Các bạn xỏ ngược lại cho mình 3 hộp màu đỏ. Xỏ ngược lại và 3 hạt màu đỏ nhé. Rồi, xỏ sang bên hạt bên này. Các bạn kéo chặt tay lại một chút cho mình. Rồi, chúng ta làm phần mắt. Tới vị trí này, các bạn lấy một hộp đen cho mình. Chia cái vòng 6 này thành 2. Mắt. Một cái mắt. Chuyển sang vị trí bên này là cái mắt thứ 2. Xỏ dây sang bên đấy ạ. Cái mắt thứ hai cũng chia làm đôi ra. Rồi phần dây còn lại mình làm màu này, xiên lên. Đây các bạn nhìn này, từ vị trí cái mỏ một vòng 6, hai vòng 6 và vòng 5 trên này, đây chính là vị trí của cái màu. Các bạn xỏ lên phía trên, ngược dây lên phía trên đấy cho mình. Các bạn xỏ lên cái vòng 5 này chưa? Đây. Thẳng nhá. Cái mỏ này, 2. Đó. Vị trí nó thẳng này. Đó. Hạt đây.
Rồi các bạn lấy cho mình 7 hạt. Một là các bạn lấy 7 hạt màu đỏ, hai là các bạn tự phối màu nhá. Cái này các bạn tùy các bạn ấy luôn, không nhất thiết thì phải làm theo mình nhá. Mình sẽ cho 4 màu luôn. 4 này. Năm, sáu, bảy, bảy hạt của ba màu khác nhau. Tại vị trí này xuyên lên trên mình hai hộp nữa, xuyên lên hai hộp này nhá. Xuyên lên hai hộp các bạn ạ. Rồi các bạn lại lấy tiếp 7 hộp nữa. Mà chắc không đủ dây quá. 7 hộp à, đủ. 2 này. Xanh rồi. Các bạn lấy một màu cũng được nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, 6 này. Đây. Mình lấy thêm 7 hạt nữa. Rồi các bạn bắt chéo này. 7 hạt nữa các bạn bắt chéo cho mình. Cách cho mình 1 2 hạt này. Để vị trí này. Đó. Đó. Vậy là chúng ta đã được cái màu gà. Giờ mình giấu dây đi nhá, mình hết dây rồi, mình giấu dây đi. Các bạn còn dây thì cứ để đấy ạ. Phần đầu gà.